Triển lãm Yamaha Expo sẽ tổ chức tại công viên cạnh sông Hàn. Xin lỗi mình không nhớ cái tên công viên đấy. Thì bên ngoài chúng ta có những gian hàng như kiểu HDC này, thương hiệu mũ đến từ Hàn Quốc, Racing Boy, phụ tùng xe đủ loại luôn, Minh Hùng Marine Equipment, à cái này thì tí nữa mình sẽ nói với các bạn, Yamaha Way. Đây là gian hàng mà kiểu khu nhạc cụ của Yamaha. Và nếu như các bạn không biết ấy, thì Yamaha ngoài làm xe ra thì họ còn rất lớn tiếng trong mảng âm thanh. Còn đây là khu trưng bày những mẫu xe đang được Yamaha phân phối và cả những mẫu xe Yamaha thả thính đó. Đây chúng ta có chiếc Yamaha R15, mình đã có một video rồi, đây là bản kỷ niệm 60 năm. Đằng sau là chiếc Yamaha R3. Xe này có vẻ cũng chả còn gì lạ vậy lắm anh em đúng không? Bởi vì R3 cũng đã xuất hiện ở Việt Nam khá lâu rồi. Tiếp sau đây chúng ta có một chiếc xe cũng chả còn gì lạ lắm nữa, Yamaha Exciter 155 BVA. Và chiếc xe này được gắn một số đồ chơi chính hãng từ Yamaha như này. Đây, tay phanh, tay côn và cả nắp bình dầu nữa. Rồi nắp thâm nhớt cũng được thay rồi. Và đây, Hell Racing Boy, đồ chơi chính hãng của Yamaha. Và đây rồi, my dear, Yamaha R7. Mình rất hy vọng sẽ có một cơ hội được trải nghiệm chiếc xe này. Thực sự luôn, mình đánh giá nó là chiếc xe mà có cái tính sport, thuần sport nhất trong phân khúc 600-700 phân khối đang được bán chính hãng tại Việt Nam. Đằng sau này nữa, Chai City 300 phân khối, một chiếc xe 3 bánh. Chưa thấy Yamaha có động thái nào sẽ bán chính hãng chiếc xe này, cả Yamaha lẫn là Repzone. Khá là hay, nhìn những chiếc xe ba bánh luôn có một cái gì đấy nó rất là lạ lẫm mà khiến người ta một cái gì đấy nó thu hút, nhất là khi mà theo như mình nhìn cái chiều ngang này, chiều ngang hai bánh trước này, thì nó sẽ đủ để điều kiện để thi bằng A2, tức là nó sẽ chỉ dùng bằng A2 có thể lái thôi chứ chưa đến bằng A3 như chiếc Can-Am. Rồi, và ngay bên cạnh chiếc Yamaha Chai City 300 thì chúng ta có một con quái vật Yamaha Niken, cũng là một chiếc xe 3 bánh và cũng chưa được phân phối chính hãng. Từ nhà mình cho các bạn xem toàn thuộc của nó. Thực ra xin lỗi các bạn chút là mình đã thấy chiếc xe này rồi nhưng mình chưa nắm rõ quá nhiều thông tin chiếc xe này. Một khối động cơ 1, 2, 3, 3 xi lanh, vậy nó khả năng nó sẽ là mang, hình như là nó sẽ mang dung tích giống với MT09. Và chính ra nhá, những mọi người cứ bảo là cái xe ba bánh đi không ngã, nhưng mà những cái xe như thế này nó mới là cần nhiều kỹ thuật lái, bởi vì là chỉ cần vào cua thôi, đi thẳng thì chả sao đâu, đi thẳng thì ai chả đi được đúng không, nhưng mà vào cua ấy mà kiểu xử lý không đúng kỹ thuật cái là, và một chiếc xe lại còn to như này nữa thì cái việc mà dựng nó lên nó rất là khó. Rồi đi ra đây chúng ta có Jupiter Film, một chiếc xe cũng khá là mới mẻ của Yamaha, và mình có một video đánh giá chiếc xe rồi, nhẹ nhàng, rồi ai cũng sẽ cần một chiếc xe số nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng, bền bỉ, tiết kiệm xăng. Ngay bên cạnh chiếc Jupiter Film là một chiếc xe đời trước, Jupiter FI, một chiếc xe mang nhiều tính thể thao hơn là chiếc Jupiter Film. Rồi Sirius, và Sirius một bản phiên bản thấp hơn, sử dụng vành nan. Đi sâu sang bên này chúng ta có MT1, khu trưng bày những chiếc xe Next Bike MT Master Tour của Yamaha. Và đầu tiên tất nhiên là anh cả rồi, MT10 và phiên bản SP, phiên bản cao với đây, phục Olin mà là phục điện. Ở tất cả những phiên bản MT ở đây đều là thế hệ mới rồi nên là sẽ sử dụng sang cái ngôn ngữ thiết kế đầu đèn như thế này. Cái ngôn ngữ này thì mình nhìn thấy nó giống Dark Vader ấy.
tính thì nó rất là nhìn nó rất dữ dằn. MT10 theo như mọi người chia sẻ cũng như cộng đồng anh em chia sẻ thì nó kiểu đúng một con quái vật trong phân khúc Next Buy 1000 phân khối, bởi vì rõ ràng sử dụng chung động cơ với chiếc Yamaha R1, và R1 cũng là chiếc xe mà trời ơi, đằng sau là phiên bản thấp hơn của MT10 màu đen. Tiếp sau nữa của MT10 là MT09. Ôi lại MT9. MT9 là một chiếc xe khá là hay và mình đánh giá nó kiểu nó vừa vặn trong cái phân khúc mà Next Buy tầm trung ấy, bởi vì là nó sử dụng khối động cơ 3 máy. Nếu mà Next Buy mà sử dụng tầm trung mà sử dụng động cơ 4 máy thì mình thấy nó hơi bị thừa. Tất nhiên mặc dù là nó cho cái tiếng nổ rất là hay nhưng mà mình cảm giác nó hơi thừa. Cái 3 máy này thì cái đặc trưng của 3 máy mà bạn kéo lên đâu nó cũng thấy tọc mà thôi. Chạy con này rất thích mà nó rất bốc mà nó. Lần đầu mình chạy chiếc xe này mình đã thấy nó khá là sốc. Đằng sau MT9 là MT03. MT03 là một chiếc xe phân khối lớn nhưng mà nó cũng tầm nhỏ nhỏ thôi cho những người mới tiếp cận. Đây, mình sẽ đi ra đây chút. Giống như MT10 vừa nãy thì những sản phẩm thấp hơn của dòng MT cũng đã sử dụng chung cái thiết kế đầu đèn như này. Nhìn nó ngầu hơn và nhìn nó với mình nó hơi bị dị nữa. Expo mà nên là ngoài trưng bày xe họ sẽ phô bày cả những công nghệ của họ nữa. Và đây khá là bất ngờ khi ngay khi đến mình đã gặp chiếc xe này. À không, chiếc thuyền này mới đúng, một chiếc jet ski mang cho mình khối động cơ và cả thiết kế Yamaha đây nữa. Các bạn nhìn nhá, super chạc đó. Đằng sau chúng ta có một chiếc Super Z, hình như cái này là ván đúng không? Xin lỗi mình không rõ là tên gọi cái này gì. Nhìn nó giống một cái ván hơn, ván trượt cũng của Yamaha. Đằng sau những khối động cơ mà ta lắp vào thuyền. Tên đen, một chiếc ATV. Như đây lần đầu tiên mình thấy một chiếc ATV đến từ Yamaha thôi, bởi vì trước giờ hình như mình toàn thấy đến từ KTM. Đây nha, Full Force. Khu này mình nghĩ là nó cũng chả to chả kém gì chiếc trên Raptor đâu. Và một cái mui như thế này thì rõ ràng là bên trong nội thất chúng ta sẽ không hy vọng gì nhiều. Nhưng mà đây, vô lăng thì không có gì cả. Đồng hồ tua máy bên cạnh mình nghĩ là sẽ là đồng hồ tốc độ, pedal shift, hộp số tự động. Ở đây có khóa cầu, có chế độ chạy 2 cầu và chế độ chạy 1 cầu. Phanh tay bên người phụ kia thì mình nghĩ là không có gì đâu ngoài cái thanh để cho người phụ chạy. Bởi vì sao? Cái xe này thường là sẽ sử dụng chạy trên cát, và chạy trên cát ấy thường sẽ chạy tốc độ rất là cao, nên là người phụ mà không có cái nắm vào thì nhìn hơi bị giật mình ấy. Đây là tên của chiếc xe cùng với đây, ba xi lanh gần 1000 phân khối. Mình cho các bạn xem động cơ của nó nhé, động cơ nhìn lỗ lắm. Đây, hai cục sau cũng là Fox. Ba xi lanh nằm hơi nghiêng một chút, cũng xả đây. Ôi, không biết cái xe này có đăng kiểm không nhỉ? Hình như là Việt Nam cũng có một vài chiếc xe ATV kiểu như thế này rồi. Và không biết Yamaha có định phân phối chính hãng cái xe này không nhỉ? Rất là hay, cái xe này mà có một cái để chạy nào nhỉ? Chạy bầu trắng, hay là mang đi những giải off-road như kiểu giải Cross Outdoor King mới đây quanh Hải Ca thì kéo cái xe này nó vô địch luôn. Đằng sau chiếc ATV thì chúng ta có một chiếc xe mini 50cc phải, 50cc. Chiếc xe này thì đã được Yamaha sử dụng trong một số sự kiện
đào tạo những em nhỏ ở như dưới 12 tuổi thì phải, để hướng dẫn các em chạy xe. Mình thấy đây là một cái sự kiện khá là hay, bởi vì là chúng ta vẫn đang thiếu đi những lớp hướng dẫn chạy xe, và nhất ở Việt Nam khi mà chúng ta được tiếp cận với những xe hai bánh. Đây là bao nhiêu chiếc xe ta? Con này 50. 50 hả? Xe này cho 30 chứ, 50 chứ. Xe cho con nít gì nữa. Vâng, em không rõ, nhưng mà dưới 12 tuổi. Dưới 12 tuổi rồi. Một số khách hàng đến xem triển lãm tiếp rồi nhỉ. Bởi vì chúng ta vẫn đang thiếu những lớp lái xe an toàn, và ở Việt Nam thì tiếp cận những chiếc xe hai bánh từ rất sớm rồi, từ xe đạp rồi xe đạp điện rồi đấy. Thì việc đào tạo cho các em ấy cái kỹ năng lái xe cũng như, hay chưa nói kỹ năng lái xe, cái cảm giác lái, cái làm sao để vận hành một chiếc xe từ sớm là một điều mình nghĩ là rất hay. Vẽ đường cho Hưu chạy vẫn là hơn là để cho Hưu tự tìm đường, đúng không? Như ngoài miền Bắc vùng cao còn tuyết đúng không? Đây rồi, Yamaha bày luôn cho các bạn luôn một chiếc nào nhỉ? Một chiếc xe trượt tuyết. Viper RTX hơn 1.000 phân khối. Rõ ràng thì mang chiếc xe này về thì Yamaha sẽ thể hiện cái tính show off của mình nhiều hơn, bởi vì rõ ràng là chúng ta đâu thể chạy chiếc xe này, đúng không? Nhưng mà rất là hay. Ở đây thì Yamaha ưu ái dành riêng một boost dành cho những chiếc XSR, một chiếc XSR 155 độ, chính giữa là XSR Zin và ngoài cùng là XSR 900. Rồi vào xem tình hình như nào nhé. Đây là XSR 155 phân khối chính hãng bởi Yamaha Việt Nam. Như mình đã nói rồi ấy, chiếc xe này cũng không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản nhập khẩu tư nhân thôi, ngoại trừ chúng ta một cái giá tốt hơn, đó là 77 triệu đồng. Một chiếc xe neo retro nên là những cái chi tiết kiểu classic nó sẽ thể hiện đây. Đèn tròn này, rồi yên bánh mì, rồi bình xăng dặn giọt nước. Cái khung xe có thêm một cái điểm nhấn ở đây, nó chỉ là điểm nhấn thôi, nó đâu không mấy gì đâu, nhưng mà nó tạo nên cái sự bụi bặm cho chiếc xe, đúng như tính chất của những chiếc xe classic. Rồi cụm đồng hồ tròn LCD và có hiện số nha. Nhiều chiếc xe không hiện số đâu, và mình nghĩ một chiếc xe mà kiểu thuộc dạng entry level như này mà có hiện số thì nó sẽ rất dễ dàng cho những người mới tiếp cận. Không quá nhiều thứ chia sẻ chiếc xe này, bởi vì đây chiếc xe nó cũng xuất hiện thị trường Việt Nam lâu rồi. Sử dụng có động cơ 155 phân khối, giống như là Nvic này, R15, Exciter hay là MT15. Thì như mình đã nói rồi, đây là một sự là một lựa chọn mới cho những người muốn sử dụng chiếc xe cổ điển, nhưng mà là chính hãng chứ không phải độ chế hay là mua những chiếc xe đến từ Trung Quốc. Bên cạnh ngay trước một chiếc XS155R, xin lỗi từ đầu giờ như toàn đọc sai tên, XS155R, một chiếc phiên bản độ, nhìn nó retro hơn với đi đông hạ thấp xuống, nó giống như một chiếc cà phê racer hơn, rồi bơm chuyển sang vành nan, nhưng mà có thêm một chi tiết hiện đại điểm xuyên, đó là phanh Brembo, có thêm chống đổ và có thêm túi leo chéo, cũng như là cô đã sang cô Diablo. Đây là một thương hiệu cô, mình nghĩ là một thương hiệu cô handmade, bởi vì tên nó khá là lạ. Rồi mình đã trở lại khách sạn và cũng gần như là coi như là kết thúc chuyến công tác lần này của mình tham gia một sự kiện ra mắt xe của Yamaha. Lần này thì hơi đen, vào đúng đợt Đà Nẵng đang gặp một cơn bão nên là cũng không đi chơi được nhiều. Nói về Yamaha Expo, Nhật Bản thì là một đất nước mà mọi người ta vẫn gọi là mặt trời mọc, và những hãng xe ở đấy họ không thiếu công nghệ. Và như các bạn đã thấy trong video mình quay, xin lỗi là lần này mình đi một mình và mình cũng không là một người quá giỏi về việc quay nên là hình ảnh có thể nó hơi được không được như mọi lần. Nhưng mà đấy, một cái expo, một cái triển lãm, Yamaha mang đến rất nhiều những thứ hay như kiểu chiếc ATV này, rồi hay chiếc Yamaha Niken. Thì Yamaha đã show off ra cho khách hàng cũng như là báo chí như mình rằng là họ có những sản phẩm như nào, hay ho ra sao, và mong trong thời gian sắp tới thì chúng ta có thể tiếp cận được những sản phẩm như thế. Rồi và đến đây có lẽ là cũng kết thúc cái hành trình công tác của mình lần này ở Đà Nẵng. Đừng quên like, share cũng như subscribe WhatKVN để đón chờ những video tiếp theo. Ngày mai mình sẽ bay lại Hà Nội, và ở Hà Nội cũng đang có một chiếc xe đang khá là hay đang chờ mình. Hẹn gặp lại ở Hà Nội nhé.